Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thưởng thức. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình BG buổi sáng. Và hôm nay là thứ hai tháng 5. Hôm nay là ngày mấy? Thứ hai ngày 25 tháng 5. Thứ hai ngày 25 tháng 5. Tôi rất vui khi lại có những vị khách mà tôi đã có tuần trước. Raul Nataras từ Mexico. Anh ấy làm việc cho một số công ty lớn ở Mexico, bao gồm Coca-Cola và bây giờ là MIT của Mexico, là viện kỹ thuật. Và tôi rất vui khi có Ella Lu, người đã từng làm việc cho một số công ty lớn nhất ở Trung Quốc, và đặc biệt là ngân hàng Ping An. Tôi rất thích ngân hàng đó, và hiện tại cô cũng đang làm tư vấn tâm lý. Vì vậy, hôm nay tôi nghĩ rằng chúng ta cần cả hai bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn sẵn sàng chưa? Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Đó là một câu hỏi từ Delia từ Rumani, và nó là một câu hỏi hay. Vì vậy, hãy bắt đầu đi nào. Tôi hy vọng chúng ta có thể nghe thấy nó. Không, nó nhỏ quá. Tôi không thể nghe. Có lẽ để tôi... Oh, không, âm thanh nhỏ quá. Tôi nghĩ Delia thích nói chuyện từ thẩm quyến. Tôi là kế hoạch B. Được, bắt đầu nào. Tên tôi là Delia và tôi đến từ Rumani. Câu hỏi của tôi là, hạt giống để thông minh là gì? Con gái tôi gần 10 tuổi. Cô bé có thể hiểu rất dễ dàng. Ví dụ như hạt giống. Có thể hiểu nhiều mối tương quan. Cô bé có thể ghi nhớ một dòng dài các động tác trong khiêu vũ. Nhưng cô ấy khó khăn để hiểu môn toán. Các khái niệm, các phép tính và nội dung của môn toán học ngày càng khó hơn ở trường. Vì vậy, đó là câu hỏi của tôi. Cảm ơn, tạm biệt. Wow, đó là một câu hỏi khó. Vâng, những gì mà tôi hiểu từ Delia ở Rumani. Giống như, đó là một câu hỏi kỳ lạ, bởi vì con gái cô ấy rất thông minh trong một số môn học ở trường. Và sau đó, cô bé gặp rắc rối với các môn học khác ở trường. Và điều đó thật thú vị với tôi. Bạn biết đấy, con gái của cô ấy không gặp khó khăn trong việc hiểu về bốn bước. Vâng, cô gái không gặp khó khăn để hiểu về hệ thống hạt giống. Nhưng cô bé, tôi đoán, cô bé gặp rắc rối với toán học. Và nhưng cô ấy không gặp rắc rối. Vì vậy, ở tuổi 67, và tôi có thể nói với bạn rằng, Delia, tất cả những phép toán bạn học được ở trường, bạn sẽ không bao giờ sử dụng nó trong cả cuộc đời mình. Không, tôi không nên trả lời như thế. Các bạn nghĩ sao? Các bạn đều là cha mẹ. Các bạn có... Ella có một cậu con trai xinh đẹp và Raul có hai đứa con trai xinh đẹp. Bạn muốn nói gì? Bạn hãy khuyên gì cho Delia? Bạn muốn nói trước không, Ella? Hay tôi nên nói trước? Được rồi, tôi sẽ làm hết sức mình. Đó là một câu hỏi khó, nhưng tôi tin rằng, trước hết, nếu tôi thấy con trai tôi phải vật lộn với một số thứ ở trường, thì nó không đến từ phía con trai tôi, phải không? Vì vậy, nó khiến tôi nghĩ rằng có thể tôi đang sử dụng tâm trí của mình cho một số thứ không quan trọng. Có thể tôi đang sử dụng rất nhiều thời gian của mình với một số lời nói vô nghĩa hoặc một cái gì đó tương tự. Tôi không biết nữa. Đó là một trong những điều mà tôi có thể nghĩ ngay bây giờ. Tâm trí tôi bận rộn với một số thứ không quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi thấy những đứa trẻ của mình phải vật lộn với thứ gì đó ở trường. Bạn nghĩ gì, Ella? À, tôi thực sự... Tôi có cùng một vấn đề với điều này. Bởi vì tôi là mẹ của một đứa con trai 14 tuổi. Và tôi nghĩ cậu bé khá thông minh và học giỏi ở trường. Nhưng cậu bé cũng rất vất vả trong môn toán. Vì vậy, cậu bé thường kiểu như là rất lo lắng về môn toán của mình. Và sau đó, sau khi tôi nói chuyện với cậu ấy, tôi thấy rằng cậu bé thực sự khá tin rằng
Cậu bé không phải là một người giỏi toán. Cậu ấy có niềm tin, tin rằng có lẽ cậu bé học kém môn toán. Tôi nghĩ loại niềm tin này cũng đến từ hạt giống. Và rồi, có lẽ tất cả chúng ta đều có phán xét về bản thân mình và về người khác. Và sau đó, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể làm việc với những phán xét này, và sau đó tôi nghĩ rằng chúng ta phải thay đổi sự phán xét đối với chính mình, niềm tin đối với chính chúng ta. Vâng, bạn biết đấy, trên toàn thế giới, chúng tôi dạy 4 bước. Bạn biết đấy, tôi khi không có virus, tôi ở trên máy bay, tôi đi vòng quanh thế giới hết lần này đến lần khác, và chúng tôi dạy 4 bước rất nhiều lần cho rất nhiều người. Và một điều rất thú vị là, Delia, tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm của tôi, chúng tôi dạy mọi người 4 bước. Thứ nhất, cố gắng quyết định những gì bạn muốn trong cuộc sống của bạn. Thứ hai, tìm đối tác gieo hạt, ai đó mà bạn có thể giúp để có được điều tương tự. Thứ ba, giúp họ có được điều tương tự. Sau đó, bước 4, Brian Messenger đã gọi là ăn mừng. Hãy ăn mừng vào buổi tối, trước khi bạn đi ngủ. Bạn biết đấy, khi bạn đặt đầu lên gối, và sau đó hãy ăn mừng với những điều tốt đẹp bạn đã làm. Bạn biết đấy, và sau đó rất kỳ lạ trên toàn thế giới, hầu như không ai có thể làm được bước 4. Bạn biết đấy, không ai có thể thực sự hạnh phúc về những điều tốt đẹp họ đang làm. Mọi người gặp khó khăn với số 4. Và tôi nghĩ, có thể nếu Delia và con gái của cô ấy, cả hai người họ, có thể trước khi đi ngủ, họ thực hiện một vài, gọi là, chúng ta gọi là thiền cà phê đúng không nào? Làm cùng với nhau, có thể điều này sẽ giúp ích cho môn toán. Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ gì về điều đó? Tôi nghĩ, ví dụ với tôi chẳng hạn, tôi thật sự thích môn toán. Suốt cả cuộc đời học sinh, tôi thật sự thích. Bạn là kỹ sư ở một trường kỹ thuật tốt nhất tại Mexico. Và bây giờ tôi đang dạy nó. Do vậy, tôi có thể thấy rằng người thích toán là người giỏi về toán, và người không thích toán là người không giỏi về nó. Vì vậy, tôi tin rằng điểm hay ở đây đó là thiền cà phê sẽ cho bạn những hạt giống để thích điều gì đó. Vâng, có thể điều đó sẽ giúp ích nhiều cho việc thích toán và sau đó trở nên giỏi hơn với nó. Vâng, hay đấy. Bạn nghĩ sao, Ella? Và tôi nghĩ để yêu thích thì cũng đến từ những hạt giống. Để thiền cà phê tốt thì cũng đến từ những hạt giống. Vậy, nếu tôi gặp khó khăn với việc thiền cà phê vào buổi tối, nếu tôi có khó khăn như là, nếu tôi có lòng tự trọng thấp, tôi không giỏi về toán, tôi không thông minh. Bạn biết đấy, làm thế nào tôi có thể thay đổi được? Làm thế nào tôi có thể thiền cà phê tốt hơn? À, câu hỏi này rất hay. Tôi có thể nói từ trải nghiệm cá nhân của tôi là tôi rất tệ trong việc thiền cà phê. Và khi tôi muốn làm được nó, tôi sẽ giúp mọi người làm được nó. Tôi đã giúp những người khác thiền cà phê, và tôi đã giúp con tôi, bạn tôi, và vợ tôi. Tôi cố gắng giúp mọi người thiền cà phê. Nhờ vậy tôi có thể có được những hạt giống để làm nó tốt hơn. À, đó là một ý tưởng khá hay. Ella, bạn đã nói gì với những người gặp khó khăn để thiền cà phê? Tôi nghĩ nó đến từ những hạt giống để giúp mọi người cảm thấy tốt hơn về chính họ. Đúng rồi. Chị, vâng, và bởi vì công việc của tôi thỉnh thoảng gặp những người không hạnh phúc như thế, và rồi họ không hạnh phúc về chính họ, họ không hạnh phúc về mọi thứ, và sau đó nếu họ... Nhưng họ bắt đầu từ những điều nhỏ, như là chỉ cười với những người khác nhau, và đùa giỡn một chút như là... Vâng. Chỉ cần làm điều đó hàng ngày. Nếu bạn có thói quen làm mọi người hạnh phúc, khi đó tôi nghĩ tự động bạn sẽ có thời gian tốt khi bạn thiền cà phê. Vì vậy, về câu hỏi này thì sao giống như là tôi nghĩ nếu tôi có lòng tự trọng thấp, bạn biết đấy, nếu tôi, bạn biết đấy, tôi có người bạn, cho dù cô ấy làm gì đi nữa, không quan trọng là cô ấy làm gì, thậm chí cô ấy làm mọi việc rất rất tốt, cô ấy luôn nói, tôi không thể làm nó tốt, bạn biết đó, tôi xin lỗi, bạn biết đó, họ có lòng tự trọng thấp. Tôi biết, Ella, đó là việc kinh doanh của bạn đúng không? Bạn là nhà tư vấn tâm lý, vì vậy những gì bạn nói với những người kiểu như vậy, bạn biết đó.
Tôi nghĩ tôi chủ yếu sẽ đưa ra hai đề nghị có ý thức cơ bản là dừng việc tán gẫu, dừng nói về những người xung quanh bạn, về những thứ không quan trọng. Và tôi nghĩ, theo tính tương quan của chuỗi hạt giống cơ bản đối với lòng tự trọng thấp, chúng ta đọc nhiều, đặc biệt gần đây nhiều tin về virus, nhưng hầu hết chúng không tốt, và rồi chúng ta dành quá nhiều cho nó, dành nhiều thời gian cho nó, và dành nhiều thời gian để truyền bá nó. Tôi nghĩ đó là lãng phí thời gian để làm cho người khác cảm thấy tệ bên trong. Vì vậy, nếu chúng ta có thể dừng nó và rồi cũng khuyến khích người khác, chỉ khuyến khích người khác xung quanh bạn tăng lòng tự trọng của họ, tôi nghĩ bạn sẽ có kết quả tốt hơn. Tôi đang nghĩ về ý tưởng lãng phí thời gian của bạn. Bạn biết đấy, và thực sự khi chính phủ nói với chúng ta, chính phủ liên bang, họ nói các bạn phải ở trong nhà của bạn, làm ơn hãy ở trong nhà của bạn. Bạn biết đấy, và rồi tôi đã thật hạnh phúc. Bạn biết đấy, tôi nói, ồ, bây giờ tôi có nhiều thời gian. Bạn biết đấy, bây giờ tôi không phải lái xe đi bất kỳ đâu, tôi không phải mua đồ tạp hóa. Bạn biết đó, tôi chỉ có thể ngồi ở nhà tôi làm việc 24 giờ một ngày, hay 18 giờ một ngày. Và điều gì xảy ra? Chủ yếu tôi tận hưởng việc ăn nhiều hơn, hoặc là tôi xem phim, hoặc là... Vì vậy các bạn nghĩ gì? Các bạn có lời khuyên nào như là của Raul không? Bạn biết đấy, nếu một người nói với bạn rằng tôi không muốn tốn thời gian của tôi biết nó là hạt giống xấu, có lẽ nó sẽ gây cho tôi nhìn thấy con tôi không giỏi môn toán. Ví dụ, nếu tôi lãng phí thời gian của tôi, vì vậy, bạn sẽ nói gì với họ? Bạn biết đấy, tôi sẽ nói với họ rằng, điều đầu tiên, sự thật rằng họ nhận ra họ cần phải cải thiện phần đó. Điều đó là tốt, phải không nào? Vì vậy, hãy giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng đi nào. Hãy làm từng bước, từng bước. Nếu bạn nhìn thấy bạn đang dùng, tôi không biết nữa, 5 tiếng một ngày với TV, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy, nhìn chăm chú vào Netflix, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy, hãy bắt đầu bằng việc dùng hết 4 tiếng và dùng nó vào việc đó. Rất hữu ích, rất quan trọng. Và vì vậy, tâm trí của bạn sẽ bắt đầu chuyển sang những điều quan trọng. Và đột nhiên, sau vài ngày thực hành điều này, sự thay đổi nhỏ này, tâm trí của bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những điều quan trọng khác. Và hãy đi khá chậm thôi, bởi vì chúng ta phải tận hưởng nó. Một lần nữa, nếu như chúng ta không tận hưởng nó sẽ rất đau đớn khi chúng ta dừng coi Netflix trong 3 ngày từ đây bây giờ. Ella, bạn nghĩ sao? Chẳng hạn, làm thế nào để sử dụng thời gian của bạn tốt hơn? Tôi nghĩ là tôi sẽ nói về phần động lực trước. Được rồi. Bởi vì thật sự rằng, hầu hết phần thời gian mà chúng ta lãng phí, thật sự chúng ta không có mục đích. Chúng ta không cài đặt các mục tiêu động lực bên trong chúng ta. Chúng ta chỉ mặc kệ nó. Chỉ làm những việc mà trông nó có vẻ dễ dàng, nhưng thật sự nó không hữu ích gì. Nhưng nếu chúng ta có thể luôn có chủ đích, như là hàng ngày các bậc cha mẹ có con cái, các bạn mong muốn nhìn thấy con cái bạn thông minh hơn, và rồi bạn có thể có chủ đích như là các bạn giống như là các bậc phụ huynh đã lớn tuổi cũng muốn nhìn thấy con cái của họ ngày càng thông minh hơn. Và dưới chủ đích như vậy, các bạn sẽ làm gì cho cuộc sống của mình nào? Như là các bạn không cần phải nghĩ về nó suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng như là khi các bạn có rảnh rỗi và rồi các bạn nghĩ về nó để nhìn thấy các bạn có thể làm gì không, hoặc là có thể chia sẻ một cái gì đó hữu ích không, như là những thông tin hữu ích cho các bậc cha mẹ khác, hoặc có thể là động viên các đứa trẻ một chút, hoặc là một cái gì đó tương tự như vậy. Vâng, tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng nó nghe như là Delia này, bạn đang dạy con cái bạn về 4 bước. Và điều này, bạn biết đấy, nó nghe như là, nó chỉ một chút giống như mê tín vậy, hoặc một cái gì đó, bạn biết đấy. Chỉ cần học 4 bước và làm 4 bước.
bạn có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào bạn muốn. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra như là bạn muốn. Và đôi khi tôi nghĩ rằng, chúng ta có thể nghĩ rằng nó nghe có vẻ dễ quá, hoặc là nó nghe như là mê tín vậy. Nhưng loại cao nhất của trí thông minh mà tôi nghĩ đó là mọi thứ đều đến từ tôi. Và rồi, tôi có thể gieo trồng bất cứ điều gì mà tôi muốn. Vì vậy, thật sự rằng, theo ý kiến của tôi, Delia này, nếu bạn có thể tiếp tục khuyến khích con bạn dùng 4 bước, nghĩ về 4 bước, và rồi thứ này cũng đã là loại trí thông minh cao nhất rồi. Và rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến môn toán. Tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng chúng ta hết giờ rồi, Ella. Vâng, tôi nghĩ bây giờ chúng ta cần phải tóm gọn lại. Tôi muốn yêu cầu các bạn hãy đưa ra một đề nghị cụ thể cho Delia để giúp những đứa con của cô ấy, được không nào? Chỉ một thôi nhé. Bắt đầu đi nào. Được thôi, ai muốn nói trước nào? Thôi, tôi sẽ nói trước nhé. Bạn phải nói thôi. Được rồi. Vì vậy, đối với tôi, điều đó sẽ là hãy cố gắng giảm bớt lượng thời gian mà tâm trí của bạn dùng vào những việc không quan trọng. Đó sẽ là điều chính yếu. Yeah, tuyệt. Ella, bạn nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay về với những điều đơn giản nhưng là bước quan trọng. Đó là 4 bước. Nếu những đứa trẻ có thể hiểu được điều đó, tôi nghĩ bạn là bậc cha mẹ may mắn nhất. Và rồi sau đó chỉ cần như là khuyến khích cô bé dùng 4 bước để giúp những đứa trẻ khác trong trường học mà học không tốt về môn toán hoặc không tốt về những khóa học khác. Và rồi tôi nghĩ rằng kết quả sẽ quay trở lại với bạn rất sớm thôi, bởi vì con của tôi cũng làm điều tương tự như vậy. Và tôi nghĩ chúng ta cùng nhau có một sự cải thiện lớn trong môn toán. Vâng. Tôi nghĩ rất giống với các bạn thôi. Tôi có một người bạn có vài đứa con và họ đã hỏi tôi một câu hỏi như thế này. Và tôi biết rằng họ có sự lựa chọn. Bạn biết đấy, họ có thể bắt ép những đứa trẻ. Họ có thể nhốt những đứa trẻ trong phòng tắm với cuốn sách toán và không cho chúng ra ngoài trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Hoặc họ chỉ cần khuyến khích chúng với 4 bước. Khuyến khích chúng hãy đối xử tốt với những người khác, chăm sóc người khác, giúp những đứa trẻ khác trong trường mà không biết về mọi thứ. Và rồi, con người này, con của cô ấy đang trưởng thành lúc này, và chúng là những người rất tốt. Vì vậy, tôi khuyến khích Delia, bạn biết đấy, hãy tập trung vào 4 bước và con của bạn sẽ thành công, đặc biệt là với mẹ của cậu bé, được không nào? Cảm ơn các bạn đã đến. Cảm ơn thầy đã mời chúng tôi một lần nữa. Nó là niềm vinh hạnh của tôi khi có hai người bạn thật tuyệt vời trên toàn thế giới. Hầu hết những người tham dự chương trình Pitchy Cà Phê trông rất tuyệt vời. Cảm ơn. Thật tuyệt vời. Hẹn gặp thầy lần tới. Nhân tiện, tôi muốn nói cho các bạn biết khi cách ly được kết thúc, các bạn phải tới Arizona. Các bạn phải tới Pitchy Cà Phê. Và chúng tôi có bánh mì cuộn quế ngon nhất và cà phê ngon nhất trên thế giới, được chứ? Vì vậy, bạn phải đến đó từ Mexico. Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ đến đó. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình PG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.